Anh Hùng ơi, những địa phương nào có nhu cầu cao về cỏ nhân nhật nè? À, những địa phương có nhu cầu về cỏ nhân nhật cao nhất là Đà Nẵng nè, tỉnh Lâm Đồng nè, Kiên Giang, Phú Quốc và Hà Nội và một số tỉnh để mà chuyên về du lịch thì dạ, có nhu cầu rất lớn. Coi như là trước khi theo nghề này thì mình cũng khảo sát thị trường để mình tính toán làm sao cung không vượt cầu, đúng không ạ? Đúng rồi, thì mỗi một năm nó có những cái đợt người ta sẽ trồng rất là nhiều, ví dụ như đầu mùa mưa nè thì dạ, bà con nông dân cũng canh để mà trồng để đón để phục vụ cung cấp cho thị trường. Một năm vậy là mình trồng bao nhiêu vụ cỏ hả anh? Trung bình một năm chúng ta trồng khoảng 10 vụ cỏ thôi. Đã. Bao nhiêu lâu thì thu hoạch một được? Một tháng là chúng ta thu hoạch một lần, đó rất là dễ. Coi như là phải canh làm sao cho nó so le để đúng mà rồi, khách hàng gọi là có cỏ giao liền. Trung bình mỗi mà cứ 10 ngày chúng ta làm một luống ruộng như đó thì mọi lúc có cỏ giao mỗi ngày cho khách hết. Trong loại cỏ này thì nó có khó chăm sóc giống như các loại hoa kiểng khác không ạ? À? Cỏ này rất khá và dễ trồng, dễ chăm sóc, như là chúng ta cần tưới nước mỗi ngày, rồi phân thuốc rồi các thứ, là xịt sâu rồi mấy cái con sâu lá với rễ thôi chứ không có gì hết. Hoa kiểng Hùng Thi 0918 708 965.